Chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 8 thì vườn em có xuất một đơn hàng đi cho anh khách tại Vũng Tàu. Anh ấy thì có đặt khá là nhiều loại cây, cả hoa và cả cây ăn quả. Nhân tiện đây thì em cũng sẽ quay video báo giá cho mọi người một số loại cây mà anh ấy đặt luôn nhá. Đầu tiên thì đó là một cây hoa trà mi bạch nhật và hai cây trà mi ngũ sắc. Trà bạch nhật như tên gọi thì mọi người cũng có thể thấy là hoa của chúng sẽ có màu trắng tinh và không có nhụy nhá. Hai cây trà ngũ sắc thì hoa của chúng sẽ có nhiều màu. Trà ngũ sắc chỉ có hai màu trên một cây thôi ạ, hai mặt bông hoa nhé, màu đỏ và màu trắng phớt hồng trên cùng một cây. Ngoài ra thì anh còn đặt hai cây trà mi song hỷ loại to nữa. Trà song hỷ cũng là một loại trà mới được bên em mở bán từ năm ngoái thôi. Hoa của chúng cũng có nhiều màu sắc đan xen trên cùng một cây. Em sẽ để ảnh hoa từng loại trên video để các bác dễ tham khảo hơn. Tất cả các loại này thì đều đang cho nụ và em trồng thuần chậu tại vườn em luôn. Các loại trà này thì cũng có rất là nhiều cơ, tất cả đều sẵn nụ để chơi Tết. Có cây từ 400, 800 hay là hàng 1,5 triệu, tất cả đều sẵn nụ, sẵn hoa và trồng thuần chậu rồi nhá. Ngoài ra thì anh còn đặt những cây táo tàu nữa. Đây là táo tàu ban giao, là một loại táo dẹt. Chúng rất nổi tiếng với độ ngon, thuộc dòng táo tàu cao cấp rồi ạ. Bên sau đó là những cây nhót nhật, bi hoa hay là tì bà thì đều là tên gọi của chúng nhá. Các bạn có thể nhìn lại độ sai hoa của những cây trà sông nghị này, rất là sai hoa. Em sẽ đi qua bên này để các bạn nhìn rõ hơn một số loại cây khác. Đây là một cây hoa cẩm tú cầu thân gỗ. Hoa của chúng khi nở hoàn toàn sẽ cho màu trắng tinh khôi thuần khiết như thế này. Hoa của chúng rất là sai. Tất cả các đầu ngọn của cây bên em thì đều đang sẵn hoa rồi nhá. Đây là loại cẩm tú cầu thân gỗ hình chóp nên là hoa của chúng sẽ dài và sai hơn so với những dòng cẩm tú cầu thân gỗ khác. Bên cạnh đó là những cây táo cherry. Táo cherry như tên gọi thì quả của chúng sẽ chỉ to hơn những quả cherry một chút thôi. Chúng nó sẽ không to như táo đỏ Mỹ đâu ạ. Bên này thì có một loại táo tàu khác, đó là táo tàu Chico. Em trồng thuần chậu, cây trồng chậu đỏ như thế này. Hay là những cây lựu đỏ. Lựu đỏ đây là lựu đỏ cỡ trai, các bạn trồng rất là nhanh có quả thôi. Bên cạnh đó là cây đào tiên Nhật Bản. Đây cũng là một loại hàng trai, cây trưởng thành. Chúng ta trồng chỉ để năm sau bắt đầu cho hoa đậu quả được rồi. Hay là cả hồng giòn Nhật Bản. Hồng giòn Nhật Bản thì đang vào mùa thu hoạch chính của loại quả này. Quả của chúng sẽ thu sớm hơn so với các giống hồng giòn trong nước. Độ giòn và ngọt cũng rất được mọi người ưa chuộng. Để dâu dài Đài Loan thì cây này là cây 400.000, hàng choa này chúng ta chỉ trồng vài tháng là cho quả thôi nhá. Rất là nhiều loại hoa cây ăn quả đằng sau nữa. Hay là cây ngọc lan vàng này, nó cao khoảng 1m3, 1m4 này. Hàng này em bán là 250 một cây. Cây đã cho hoa rồi, ngọc lan vàng này cho hoa quanh năm. Bên cạnh đó là còn hai cây tường vi trắng lá tím. Mọi người hay gọi nó là tường vi bạch long đấy ạ. Rất là nhiều màu sắc nhá, anh đặt rất là nhiều cây. Kể cả hoa, cây ăn quả hay là cả hoa Tết, anh đặt luôn một lần. Giờ này thì em còn khá nhiều loại nữa. Đây là những cây táo đỏ bonsai đã hết vụ quả rồi nhá. Bây giờ thì chỉ còn những cây táo cherry là còn vụ quả thôi. Còn những cây táo đỏ Mỹ thì em đã hết quả rồi. Bên cạnh đây là một cây cam đường canh. Cây này đang rất là sai quả. Đây cũng là một loại cây cảnh chơi Tết năm nay. Cam đường canh thì khi chín có màu đỏ cam, rất là đẹp mắt. Thay vì đào quất trưng Tết, chúng ta có thể chọn một chậu cam đường canh thì năm sau chúng ta vẫn có thể cho quả được. Vườn em cũng sẽ hỗ trợ các bác kỹ thuật để làm sao cây cho hoa đậu quả tốt. Cây thì bên em cũng chỉ trồng chậu đường kính khoảng 35 đến 40 phân thôi. Vậy chúng ta nên chuyển sang chậu đường kính khoảng 50 60 phân thì cây sẽ hấp thụ rất tốt hơn và cho quả sai hơn, to hơn nữa nhé. Tiếp theo đó là những cây cà chua thân gỗ. Đây là một loại cà chua mà có tuổi thọ rất là cao, từ 18 đến 20 năm tuổi. Chúng ta trồng có thể ăn được rất lâu nhé. Hay là đến cả những cây lê đỏ cù vồng thì loại lê này cũng đã hết quả rồi. Nhưng mà chúng ta có thể rất dễ dàng phân biệt được lá của chúng khi mới non như này sẽ có màu tím, kẻ cuống lá cũng sẽ có màu tím. Bên cạnh đó là một cây lê nâu Đài Loan. Các bác có thể nhìn thấy hai loại lá để phân biệt của chúng dễ dàng hơn này. Ngoài những cây táo tổ ban giao mà anh khách có chọn thì bên em cũng vừa phải thêm rất là nhiều những cây táo tổ ban giao khác. Loại cây này khi lá của chúng hơi điểm trắng trên lá như thế này, chúng ta có thể vặt lá đi để kích thích cái bật mầm chồi mới sẽ kèm theo hoa luôn. Những cái đào tàu khi vào mùa đông thì chúng sẽ rụng rạch lá để ngủ đông. Vậy nên là chúng ta muốn có quả thì nên vặt lá từ bây giờ để cái kích mầm chồi mới trước khi vụ đông đến nhá. Ngoài ra dưới này vườn em thì có rất nhiều những loại hoa trà mi khác. Đây là một số loại hoa chơi Tết nhá. Mới đầu tháng 7 âm thôi mà khá là nhiều bác đã hỏi về các loại hoa Tết rồi. Em sẽ nêu ra một số điểm khác biệt giữa các loại hoa trà mi để các bác tham khảo chọn thêm một số loại cây chơi Tết năm nay nhá. Đầu tiên là những cái hoa trà mi tú quý. Trà tú quý như tên gọi thì các bác có thể hiểu là đây cũng là một loại hoa cho hoa quanh năm. Hoa của chúng có màu đỏ, sẽ có nhị vàng ở giữa. Loại hoa này cũng như các loại hoa trà mi khác, thời gian của chúng nở được rất là lâu.
Ngoài ra thì bọn em còn có rất là nhiều loại trà khác như là trà ngũ sắc. Trà ngũ sắc như em vừa còn nói thì chúng sẽ có hai màu hoa trên cùng một cây. Đó là màu đỏ và màu trắng phớt hồng trên cùng một cây. Nếu bạn nào muốn nhiều màu sắc thì có thể chọn loại trà này. Hay là em còn có những loại như là trà đỏ cung đình, hoa của chúng cũng sẽ có màu đỏ tươi, tuy nhiên là chúng sẽ không có nhị nhá. Đến cả những cây trà bạch như là bạch cổ và bạch nhân em đều có đủ. Cũng là một loại hoa trà mi màu đỏ khác nhưng mà chúng sẽ có nhị. Nhưng mà cánh của chúng lại xếp khá là đặc biệt, đó là trà thơm hồng bát diện. Rất là nhiều loại trà cho các bác lựa chọn. Vườn em thì có rất là nhiều loại, nhiều kích cỡ khác nhau, kể cả những loại hoa cây ăn quả ngoại nhập độc lạ. Bác nào có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về loại cây nào thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Vườn em ở phố Nguyễn Mậu Tài, Chu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội và có giao hàng toàn quốc. Các bác được nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán nhé. Cảm ơn các bác đã đón xem.